Tình hình dịch bệnh COVID-19 đến tối ngày 23 tháng 10. Gia đình 4 người ở Hà Nội mắc COVID-19, thủ đô thêm ca cộng đồng. Dịch phức tạp, An Giang yêu cầu người dân không ra đường vào ban đêm. An Giang thực hiện giới nghiêm, Phú Thọ tiếp tục phát hiện các chùm lây nhiễm trong cộng đồng. Quý vị đang đến với bản tin dịch bệnh COVID-19 trên kênh Tin Tức Việt. Mời quý vị cùng cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, số ca mắc mới và tình hình điều trị COVID-19 ngay sau đây. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đến tối ngày 23 tháng 10. Tính từ 17 giờ ngày 22 tháng 10 đến 17 giờ ngày 23 tháng 10, hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.373 ca nhiễm mới, trong đó có 12 ca nhập cảnh và 3.361 ca ghi nhận trong nước tại 47 tỉnh, thành phố. Thông tin về các ca mắc mới cụ thể như sau. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau. Thành phố Hồ Chí Minh 749 ca, Đồng Nai 605 ca, Bình Dương 517 ca, An Giang 224 ca, Tiền Giang 156 ca, Bạc Liêu 130 ca, Kiên Giang 97 ca, Tây Ninh 90 ca, Bình Thuận 81 ca, Phú Thọ 75 ca, Long An 68 ca, Trà Vinh 58 ca, Gia Lai 53 ca, Cần Thơ 43 ca, Cà Mau 40 ca, Khánh Hòa 39 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 38 ca, Thừa Thiên Huế 34 ca, Đồng Tháp 32 ca, Hậu Giang 25 ca, Nghệ An 23 ca, Bình Phước 22 ca, Thanh Hóa 18 ca, Vĩnh Long 15 ca, Quảng Nam 13 ca, Quảng Ngãi 12 ca, Bình Định 12 ca, Kon Tum 11 ca, Bến Tre 10 ca, Phú Yên 8 ca, Quảng Trị 7 ca, Hà Nội 7 ca, Ninh Thuận 7 ca, Thái Bình 6 ca, Hà Giang 6 ca, Hà Nam 5 ca, Bắc Ninh 5 ca, Lào Cai 5 ca, Nam Định 3 ca, Hải Phòng 2 ca, Bắc Giang 2 ca, Đà Nẵng 2 ca, Ninh Bình 2 ca, Đắk Nông 1 ca, Hà Tĩnh 1 ca, Quảng Ninh 1 ca, Tuyên Quang 1 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là thành phố Hồ Chí Minh 456 ca, Đắk Lắk 266 ca, Sóc Trăng 148 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Đồng Nai tăng 188 ca, Tiền Giang tăng 95 ca, Bạc Liêu tăng 47 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.422 ca mỗi ngày. Về số bệnh nhân không qua khỏi, trong ngày ghi nhận 77 ca qua đời, tại thành phố Hồ Chí Minh 42 ca, Bình Dương 12 ca, Đồng Nai 5 ca, Long An 3 ca, Sóc Trăng 3 ca, Tiền Giang 2 ca, An Giang 2 ca, Ninh Thuận 2 ca, Bình Phước 1 ca, Đắk Nông 1 ca, Cần Thơ 1 ca, Trà Vinh 1 ca, Bạc Liêu 1 ca, Thanh Hóa 1 ca. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Gia đình 4 người ở Hà Nội mắc COVID-19, thủ đô thêm ca cộng đồng. Từ bé gái 2 tuổi mắc COVID-19, 3 người khác gồm mẹ đẻ và ông bà cũng vừa nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sở Y tế Hà Nội tối 23 tháng 10 cho biết, trong 24 giờ qua, thành phố ghi nhận 4 ca dương tính mới. Trong 4 ca này có 1 ca phát hiện ở cộng đồng qua xét nghiệm sàng lọc người ho sốt, đó là anh TVH 19 tuổi ở ô Chợ Dừa, Đống Đa. Anh làm nghề cắt tóc tại salon số 36A Trần Quang Diệu, Đống Đa. Ngày 19 tháng 10, anh xuất hiện triệu chứng sốt. Ngày 22 tháng 10, anh khám tại Bệnh viện Đống Đa, được làm test nhanh dương tính. Sau đó được lấy mẫu gửi CDC Hà Nội, xét nghiệm khẳng định. Ngày 23 tháng 10, kết quả PCR dương tính. Liên quan đến trường hợp này, cơ quan chức năng Hà Nội đã phong tỏa tạm thời salon tóc này, đồng thời phát đi thông báo khẩn tìm người đến cửa hàng từ ngày 8 đến 22 tháng 10. 3 ca còn lại đều là các ca liên quan đến các tỉnh có dịch, trong đó có chị DPA 21 tuổi ở xã Văn Bình, Thường Tín. Chị và con gái từ thành phố Hồ Chí Minh về đến Hà Nội vào ngày 13 tháng 10 được xét nghiệm âm tính và cách ly tại nhà. Ngày 19 tháng 10, sau khi con gái 2 tuổi, bệnh nhân TKM có kết quả dương tính, chị A được chuyển cách ly và chăm sóc con tại bệnh viện Đức Giang. Ngày 22 tháng 10, chị được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. 2 ca còn lại là bà NTH 55 tuổi và ông TQZ 68 tuổi ở Văn Bình, Thường Tín. Đây là ông và bà của bé M. Ngày 19 tháng 10, ông bà được chuyển cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 22 tháng 10, hai người này được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Được biết bé M đi cùng mẹ đẻ là chị DPA. Trên chuyến xe đất Việt có biển kiểm soát 51B08104 ra đến khu công nghiệp Hỗ Trợ Nam Hà Nội, huyện Phú Xuyên vào ngày 13 tháng 10, làm thủ tục khai báo y tế rồi đi về nhà ở xóm 3, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình bằng xe máy và cùng mẹ tự cách ly tại nhà. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác về tình hình dịch bệnh COVID-19. Dịch phức tạp, An Giang yêu cầu người dân không ra đường vào ban đêm.
lãnh đạo An Giang vừa có quyết định yêu cầu người dân từ 20 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau không được phép ra đường. Ngày 23 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký văn bản khẩn gửi lãnh đạo các sở, ban ngành và các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh An Giang yêu cầu người dân không ra đường từ 20 giờ đến 5 giờ hôm sau trên địa bàn tỉnh. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, ngày 20 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, tỉnh An Giang ở cấp độ 2. Nguy cơ trung bình, người dân được phép đi lại bình thường. Tuy nhiên, những ngày gần đây, tình hình dịch diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng có xu hướng tăng nhanh. Các ca mắc COVID-19 xuất hiện ở hầu hết các thành phố, huyện, thị, đặc biệt là xuất hiện ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng nếu như không kiểm soát tốt. Trong thời gian này, người dân không được phép ra đường, trừ những trường hợp rất cần thiết. Lãnh đạo An Giang còn yêu cầu lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo việc tiêm vaccine phải đảm bảo nghiêm các yêu cầu về công tác phòng chống dịch, thông báo thời gian tiêm vaccine theo từng khung giờ, đảm bảo khoảng cách giữa những người đến tiêm, tránh tụ tập đông người, ùn ứ tại các điểm tiêm vaccine, làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng. Trước đó, từ ngày 20 tháng 10, An Giang áp dụng nghị quyết 128 của Chính phủ theo cấp độ 3. 3 ngày qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng có xu hướng tăng tại các huyện, thị xã và thành phố. Từ ngày 1 tháng 10 đến nay, An Giang đã đón khoảng 65.000 người hồi hương. Ngành y tế đã phát hiện gần 1.000 F0 qua xét nghiệm PCR. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, trong ngày 22 tháng 10, toàn tỉnh ghi nhận 226 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 89 ca trong cộng đồng. Tình hình dịch bệnh trong ngày, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao so với các ngày trước đó. Số ca nhiễm phát hiện do bệnh nhân tự đến các phòng khám và bệnh viện, phát hiện qua sàng lọc và tầm soát cộng đồng, chủ yếu ghi nhận tại thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, huyện Chợ Mới và huyện Phú Tân. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. An Giang thực hiện giới nghiêm, Phú Thọ tiếp tục phát hiện các chùm lây nhiễm trong cộng đồng. Tỉnh An Giang đã ban hành quyết định 2434/QĐ-UBND về áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, tỉnh An Giang ở cấp độ 2, nguy cơ trung bình, người dân được phép đi lại bình thường. Còn tại Phú Thọ, tiếp tục ghi nhận các ca COVID-19 mới ngoài cộng đồng. Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Phú Thọ vào ngày 23 tháng 10, trong 24 giờ qua ghi nhận 40 ca mắc mới, gồm 24 ca cộng đồng, trong đó có 22 ca ở Việt Trì, 12 ca ở Phù Ninh, 5 ca ở Lâm Thao, 1 ca Tam Nông. Toàn tỉnh có 2.508 F1, 10.898 F2 và 3.692 F3 đang được quản lý theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp. Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, ngành giáo dục Phú Thọ đã huy động hơn 3.350 cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các huyện Phú Ninh, Lâm Thao, Thanh Thủy tham gia lấy mẫu xét nghiệm COVID và hỗ trợ các điểm tiêm chủng. Kể từ ngày 13 tháng 10 đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 292 ca mắc mới, trong đó Việt Trì có 186 ca tại 18 xã phường, thị xã Phú Thọ 4 ca tại 1 xã, huyện Lâm Thao 63 ca tại 11 xã thị trấn, Phú Ninh 34 ca tại 8 xã thị trấn và Tam Nông 5 ca tại 2 xã. Có 3 xã tại huyện Phú Ninh phát sinh ca bệnh mới, Hạ Giáp, Phú Lộc và An Đạo. Hôm nay, Sở Y tế Phú Thọ đã có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn, các xã Hương Nộn, Bắc Sơn, huyện Tam Nông, xã Phú Hộ của thị xã Phú Thọ tiếp tục thực hiện tạm dừng dạy học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới. Các cơ sở giáo dục còn lại trên địa bàn huyện Tam Nông và thị xã Phú Thọ tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 25 tháng 10. Đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Việt Trì, các huyện Lâm Thao, Phù Ninh tiếp tục dừng tổ chức dạy học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục mới nhất và chính xác nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và thế giới trong các bản tin được phát sóng hàng ngày, hàng giờ trên kênh Tin Tức Việt. Tạm quên đi những tin tức dịch bệnh chúng tôi vừa đề cập, mời quý vị cùng chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác.